Thưa quý vị, dù vừa mới trải qua một cơn đại dịch toàn cầu kéo dài hơn 2 năm và cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhưng thị trường điện ảnh Việt trong 6 tháng đầu năm nay đã khá nhanh nhạy trong việc bắt nhịp guồng quay mới. Tính đến giờ, đã có gần 25 phim Việt được tung ra màn ảnh rộng, một con số không hề nhỏ, nhất là trong bối cảnh rạp chiếu còn vắng khách và khán giả vẫn chưa mặn mà quay trở lại rạp. Tuy nhiên, liệu gần 25 phim này đã thực sự phá tan được lớp băng lạnh sau 2 năm đại dịch hay không? Chia sẻ từ nữ đạo diễn Lức Vân. 6 tháng đầu năm nay thì phim Việt cũng khá là khả quan, mặc chỉ có vài bộ là nổi bật thôi. Ví dụ như là Người Siêu Dễ hay Chỉ Có Trăm Tỷ hay là gần đây là có Em Và Trịnh. Đó là những cái bộ phim mà mình cũng coi là khá tiêu biểu cũng như khả quan. Tại vì cái doanh thu cũng đem về cho nhà sản xuất thì cũng rất là ổn, và cái tiếng tăm cho đạo diễn thì cũng ổn. Những năm trước thì mình sẽ có nhiều phim hơn. Ý kiến từ một nhà sản xuất phim xin được giấu tên. Tình hình phim nó vẫn đang hồi phục sau Covid-19. Nhiều phim mà từ trước dịch nó chưa ra được á, thì bây giờ nó đã ra được hết rồi. Giống như là Đường Thế Mạng, Chuyện Mang Gần Nhà hay là phim Chỉ Phát Trăm Tỷ chẳng hạn. Có một số phim là Nhà Điệp Sáng nên là lên tới được rõ là cái phim indie, nhưng mà nó được rất là nhiều người quan tâm. Có một số phim doanh thu cũng cao bất ngờ như là phim Nhà Không Bán. Thị trường đang hồi phục dần thôi, chưa bằng năm 2019, tại vì chắc là một số người kinh tế học khó hơn hồi trước đó. Ở góc độ marketing, anh Nguyễn Khắc Trung, giám đốc marketing của The Cast Media nhận định: cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã thấy là thị trường phim Việt bắt đầu sôi động trở lại khi có những cái phim tạo ra được những cái sự quan tâm lớn từ khán giả. Như gần đây nhất là các bạn thấy được là phim Em Và Trịnh. Sự phục hồi của phim Việt tính ra thì là nó tương đối là khá nhanh so với những gì mà mọi người vẫn lo lắng trước đó. Tuy nhiên mà để có thể trở lại được những cái cột mốc doanh thu từ mức 100 tỷ trở lên thì nó vẫn còn đang là một câu hỏi mà hiện giờ thì mọi người cũng đang rất là hồi hộp. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có phim Việt nào chạm được mốc 100 tỷ cả. 6 tháng vừa rồi cũng là một cái cơ hội để những cái phim Việt mà hồi giai đoạn trước dịch không có cơ hội ra rạp được, hoặc là chưa có sắp được cái lịch tốt, lo e ngại là chạm mặt quá nhiều phim ngoại. Thì đến thời điểm hiện tại thì là 6 tháng vừa rồi thì chúng ta thấy là có rất nhiều phim được liên tục đưa ra, thậm chí là có những phim mà trước đó mọi người cũng chưa từng nghe tên nhưng mà lại đột ngột xuất hiện. Và trong 6 tháng vừa rồi thì nó cũng có chứng kiến một vài cái trường hợp rất đặc biệt mà chúng ta cần ghi nhận. Ví dụ như trường hợp của phim Đêm Tối Rực Rỡ. Ban đầu phim này thì được xem như là một phim khá kén khán giả, nhưng mà thật bất ngờ là sau khi mà công chiếu thì phim đã nhận được sự đón nhận của khán giả rất nhiều. Nhà sản xuất công bố thì phim mới đạt được qua mốc 25 tỷ rồi. Đây là con số rất là đáng khích lệ và đáng ngạc nhiên với một cái phim mà thuộc thể loại như là Đêm Tối Rực Rỡ. Nhìn nhận từ góc độ chuyên môn, nhà biên kịch Nguyễn Mỹ Trang cho biết: 6 tháng đầu năm của phim Việt là một khoảng thời gian tương đối khó khăn, mặc dù là cũng đã bắt đầu khởi động lại rạp chiếu, thế nhưng cái số lượng khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua vé đến rạp chiếu phim để mà thưởng thức bộ phim của mình trên màn ảnh rộng khá là hạn chế. Đó cũng chính là lý do mà một số những dự án đầu năm không có đạt được cái kết quả như là mong đợi. Có nổi bật lên thì có Bẫy Ngọt Ngào của Đinh Hải Uyên Thư, một phim đầu tay khá là tốt. Tuy nhiên để mà đạt cái mức doanh thu gần 80 tỷ thì bộ phim này đã tốn khá nhiều thời gian. Trong khi trước đây những bộ phim mà có thể đạt được đến mức 100 tỷ thì ngay ở tuần chiếu đầu tiên thì có thể là lên tới hai chữ số về tỷ đồng doanh thu. Những bộ phim khác thì lại gặp cái trường hợp là khá là thất thu. Điển hình hai phim mà tôi thấy rằng là kinh phí rất là cao, đấy là phim 578 Phát Đạn của Kẻ Điên và Kẻ Thứ Ba của Lý Nhã Kỳ. Ở trường hợp Phát Đạn của Kẻ Điên thì là một cái trường hợp tôi thấy rất là đáng tiếc, bởi vì mặc dù là về giá trị sản xuất khi mà xem thì mình thấy có sự đầu tư về hành động cho phim và cũng đang tập hợp những ngôi sao có thể là thu hút trên bình diện về khán giả đại chúng như là Hoa hậu Hanenye, hay là cũng có sự tham gia của các ekip nước ngoài vào dàn dựng hành động, đạo diễn hành động hay là dựng phim. Thế nhưng đây là một bộ phim mà lối kể chuyện nó đi lạc, và mặc dù kinh phí công bố là 60 tỷ mà qua rất là nhiều vòng chiếu và chiến dịch truyền thông mà tôi đánh giá ban đầu là cũng tiêu tốn khá là nhiều tiền, thì phim chỉ đạt ở mức doanh thu 5-6 tỷ, tức là lỗ rất là nhiều.
để lại một cái hệ lụy cũng khá là đáng lo ngại, khi mà rất là nhiều khán giả cho rằng là, như là tôi là một khán giả đi xem thấy rất là phí tiền cho một bộ phim mà kinh phí lớn như thế. Hay là đối với trường hợp của Kẻ Thứ Ba của Lị Nha Kỳ cũng là một trường hợp rất là đáng tiếc. Bộ phim thì là một sự cứu vớt của nhà đầu tư ngôi sao Lị Nha Kỳ cho đoàn làm phim để mà đảm bảo uy tín của những người mà làm sản xuất phim Việt Nam. Thế nhưng mà cái kết quả của phim thì cũng rất là hạn chế, cũng vài tỷ thôi trên mức kinh phí đầu tư 33 tỷ. Điều đó thể hiện rằng là cái thị trường điện ảnh Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là một bức tranh nó khá là xám, khi mà thấy được là khán giả thì vẫn có nhu cầu ra rạp nhưng mà cái sự lựa chọn của khán giả ngày trở nên khó tính hơn. Họ sẽ phải cân nhắc rất là kỹ khi bỏ ra mấy chục nghìn rồi là đến 100 ngàn để đến rạp chiếu phim, rời bỏ màn chiếu quen thuộc tại gia để mà có một cái lựa chọn tương đối rủi ro hơn. Và đấy chính là cái lý do mà đa phần những cái phim Việt của nửa 6 tháng đầu năm để chạm đến mức 100 tỷ thì vô cùng khó khăn, và cái doanh thu của một hoặc hai tuần đầu thì tương đối là thấp. Tương tự, chuyên viên truyền thông Trần Xuân Phúc đến từ Mnet Media chia sẻ. Thị trường đang phục hồi và cũng khá là sôi động với một cái lượng phim Việt ra rất là nhiều. Tuy nhiên thì đa phần các phim Việt ra đều là những phim Việt đã được thực hiện từ hơn 1 đến 2 năm về trước, có những phim thực hiện cũng đã 4 năm mới được ra rạp, và đa phần thì đều nhận cái quả hơi đắng chút xíu, tức là cái phim gọi là phim thua nhiều hơn là phim thắng. Chúng ta có những cái tên phim thắng như là kiểu Chuyện Ma Gần Nhà hay là Bảy Ngọt Ngào, chúng ta có cả Đêm Tối Rực Rỡ, hay gần đây thì chúng ta có Em Và Trịnh là đạt doanh thu rất là cao. Tuy nhiên so với cái số lượng chung thì cái lượng phim thắng và được khán giả đón nhận rất là thấp. Mặc dù thị trường vẫn rất là sôi động, phim nước ngoài bán vẫn được, nhưng mà phim Việt đang có dấu hiệu chững lại. Và cái việc mà ồ ạt ra rạp bằng cái việc là thải phim ra vì phim đã dời quá lâu khiến cho là khán giả đang bị bội thực với phim Việt trong 6 tháng đầu năm, nhưng mà bội thực bằng những cái bộ phim nó không ngon lành chút nào, và khán giả đang có xu hướng rất là tiêu cực với phim Việt. Vấn đề tung ra các phim tồn động thì đây là một câu chuyện thực tế không thể chối bỏ. Sự ảnh hưởng của đại dịch dẫn đến việc rất nhiều phim không thể tung ra đúng tiến độ, và vì thế các nhà sản xuất phải tranh thủ đưa ra rạp trong dịp này. Số lượng các phim theo kiểu này không hề ít, đặc biệt cũng có nhiều tác phẩm không được đầu tư tốt dẫn đến việc khán giả phản hồi tiêu cực và nhận định là phim rác. Đạo diễn Lức Vân chia sẻ thêm. Cũng đúng là như vậy, thì những cái phim gọi là không phải là phim rác mà mình có thể gọi là phim nhỏ, những cái phim kinh phí thấp. Một năm thì mình sẽ có những cái phim lớn và có những cái phim nhỏ, người ta sẽ ra xen kẽ nhau. Hai năm vừa rồi thì bị Covid nên thành ra chắc chắn sẽ không có ra được, thì người ta mới dồn lại trong năm nay để người ta ra hết những cái phim nhỏ, gọi là người ta giải quyết cho nó xong để mà người ta qua những cái dự án khác. Có thể ở đâu đó thì lúc thấy thì là không có phải là nó quá tệ đâu, nhưng mà có thể là do là cách PR cũng như là cách mà họ dùng cái khán giả nó chưa có ổn định lắm, hơi làm mình cảm giác như là hơi phim rác xíu. Cho dù gọi bằng tên gì, là phim rác hay là phim có kinh phí thấp, thì rõ ràng đa số trong đó là các phim có chất lượng tệ, nếu không muốn nói là rất tệ. Có những phim mà người trong nghề cho rằng lúc đầu chỉ được thực hiện để chiếu trên các ứng dụng trực tuyến, nhưng sau đó cũng mang ra rạp chiếu, khiến chất lượng chung của phim rạp đi xuống. Từ đầu năm đến giờ, thị trường đã ghi nhận quá nhiều tác phẩm bị công chúng phản ứng, ví dụ như là Mưu Kế Thượng Lưu, 1990, Mến Gái Miền Tây, Mỹ Nhân Thần Sách, Ê Ông Già Yêu Ha, Những Cô Vợ Hành Động, 578, Phát Đạn Của Kẻ Điên, v.v. Trong số này, như biên kịch Nguyễn Mỹ Trang có chia sẻ, có hai tác phẩm được đầu tư kinh phí cao nhưng mà cuối cùng doanh thu thấp lè tè và còn bị đánh giá không tốt về chất lượng là 578 Phát Đạn Của Kẻ Điên của đạo diễn Lương Đình Dũng và Kẻ Thứ Ba của nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ. 578 Phát Đạn Của Kẻ Điên được ekip cho là kinh phí gần 60 tỷ, nhưng cách làm phim lại ngô nghê và tập trung không đúng chỗ, dẫn đến một tác phẩm rời rạc. Còn Kẻ Thứ Ba thì lại là một trường hợp đáng tiếc. Đáng lẽ dự án đã gãy nửa chừng vì nhà sản xuất vỡ nợ, nhưng Lý Nhã Kỳ đã đứng ra gánh nợ và hoàn tất tiếp. Tuy nhiên, chất lượng cũng chỉ ở mức vừa phải. Tất cả những điều này ít nhiều dẫn đến hậu quả là khán giả đang có xu hướng và tâm lý ngán ngẩm phim Việt, khiến nhiều nhà làm phim nghiêm túc đang hết sức lo lắng. Đó cũng là lý do vì sao cho đến tận bây giờ chưa có một phim nào đạt mốc 100 tỷ.
Cho dù được đầu tư công phu, chiến dịch bài bản, ekip hùng mạnh như là Em và Trịnh, việc Em và Trịnh có mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, chưa tính chi phí PR và marketing mà chưa mang về được 100 tỷ, tức là chưa hòa vốn, cũng làm cho phía nhà sản xuất chùng tay trước một dự án tâm huyết khác là Đất rừng Phương Nam. Theo đúng lịch trình, Đất rừng Phương Nam đang thực hiện, nhưng chính việc thất thu của Em và Trịnh đã khiến cho những người làm phim này phải suy nghĩ kỹ về dự án và hiện đang dậm chân tại chỗ. Mặc dù vậy, bức tranh 6 tháng đầu năm không chỉ toàn gam tối. Tuy không có phim đạt 100 tỷ, nhưng cũng có nhiều tác phẩm thu được lợi nhuận, ví dụ như là Chuyện Ma Gần Nhà, Nhà Không Bán, Bảy Ngọt Ngào, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Nghề Siêu Dễ hay là Đêm Tối Rực Rỡ. Xét về thể loại phim, chưa bao giờ chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng ta có khá nhiều thể loại phim đến như vậy. Nếu như trước đây phim Việt chỉ tập trung vào phim hài, hành động hoặc là kinh dị, thì giờ đây khán giả được xem phim linh dị, tức là kết hợp tâm linh và kinh dị, như là Rừng Thế Mạng, Bóng Đè, phim về truyền thuyết đô thị như là Chuyện Ma Gần Nhà, phim về nghề nghiệp như là Người Lắng Nghe, phim về văn hóa người Việt như là Đêm Tối Rực Rỡ, phim thiếu nhi như là Trạng Tí, Mai Ca, hay là phim tiểu sử như Em và Trịnh. Anh Nguyễn Khắc Trung, giám đốc marketing của The Cast Media, nhận định về một số nhân tố bật lên trong 6 tháng đầu năm. Đề tài và thể loại thì cái trường hợp mà gây chú ý nhất đến giờ thì chắc có lẽ vẫn chỉ là của Em và Trịnh. Tại vì cái thể loại mà về tiểu sử nhân vật thì gần như đây là cái phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam mà giới thiệu rất rõ về cái hình tượng của nhân vật, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một cái tượng đài về âm nhạc của Việt Nam. Còn nếu mà gọi về ở phương diện mà gây chú ý, nó sẽ nằm trong cái phim Đêm Tới Rực Rỡ. Một điều thú vị đó là các bạn đạo diễn thì là một bạn ở những nước ngoài mà bạn ấy lại làm một cái phim một đời Việt Nam, cái văn hóa của Việt Nam mà bạn ấy lại làm như vậy. Nhưng tối sáng mà có thể là gây chú ý thì là nó cũng lại nằm ở trong phim Em và Trịnh, đó là Hoàng Hà, Trong Vai Giao Ánh và Bùi Lân Hương. Tương tự, đại diện của một nhà sản xuất cũng đồng tình. Sau cái phim Em và Trịnh thì có nhiều cái diễn viên trẻ gọi là nổi lên, như là Hoàng Hà, Abin Lu, Lan Thi, Sam Minh An, Việt Hưng. Cái phim Đêm Tối Rực Rỡ thì nó rất là đồng đều về hàng cast. Bạn Diễm Phương đóng cũng được, Kim Bi đóng cũng được. Kim Bi là chuyên gia make up mà bất ngờ nhận cái vai đó, xong rồi đóng cũng khá là ra được cái cá tính của cái cô em út á. Chia sẻ từ nữ đạo diễn Lức Vân. Có một cái tên không phải là trẻ đâu, ví dụ như là chị Đinh Hà Yên Thư á, không phải là trẻ trong tuổi nghề, mà tại vì cái phim Bảy Ngọt Ngào là phim đầu tiên của chị Thư làm, phim đầu tay của chị Thư, thì theo lúc thấy là chị Thư là một cái tên đạo diễn rất là có tiềm năng trong thời gian sắp tới. Chị Thư thì rất là có gu và cái cách mà chị dàn dựng những cái tình huống trong phim thì nó cũng khá thú vị. Ý kiến từ anh Trần Xuân Phúc, chuyên viên truyền thông đến từ Mnet Media. Về cái nhân tố sáng lên thì mình có khá là nhiều nhân tố sáng lên, về cả đạo diễn, về cả diễn viên, rồi cả nhà sản xuất. Điển hình giống như chúng ta có bộ phim như là bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ, thì chúng ta có nhà sản xuất là bạn Uyên, tức là bạn này là vừa làm nhà sản xuất mà vừa làm nữ chính luôn. Và anh đạo diễn là anh Aaron Toronto. Thì anh Aaron thì trước đã từng làm rất là nhiều vị trí ở rất nhiều đoàn phim khác nhau rồi, nhưng mà năm nay thì Aaron lần đầu làm điện ảnh và đã làm một cái bộ phim rất là khác biệt, một cái chủ đề rất khác biệt với những cái bộ phim khác luôn. Và chúng ta thấy được là khi một người làm phim độc lập, họ biết cách họ xây dựng cái phạm vi của họ nó hẹp để mà họ tập trung vào câu chuyện của mình hơn. Và Đêm Tối Rực Rỡ là cũng đã gạt được quả ngọt rồi, mặc dù phim không phải thắng lớn lắm, nhưng mà với cái việc mà có lời thì đã gọi là một cái sự thành công của phim đó rồi. Và mình nghĩ là tương lai thì anh Aaron với cả bạn Uyên thì sẽ có nhiều cái tác phẩm nó đáng nhớ hơn. Bên cạnh đó thì dàn diễn viên gọi là trẻ của bộ phim Em và Trịnh cũng là những cái gương mặt rất là mới, rất là sáng giá cho những cái gọi là bộ phim tương lai. Ví dụ như chúng ta có Hoàng Hà trong Vai Giao Ánh trong bộ phim Em và Trịnh, là chúng ta có Bùi Lan Hương, và dàn nam thì có Avin Lu, vai Trịnh Công Sơn của Avin Lu, là mặc dù gây tranh cãi nhưng mà Avin Lu đang trên đường trở thành một cái người gọi là một gương mặt rất là mới của điện ảnh và gây ấn tượng tốt. Và cả Samuel An nữa, Samuel An đã từng là gây ấn tượng với lại Thiên Hộ Mệnh, nhưng mà khi mà đóng Em và Trịnh lại tạo lên được một cái hình ảnh khác và nó cho khán giả tiếp xúc với những cái mặt mà người ta chưa khai thác. Ngoài ra thì là những cái bộ phim như là Bóng Đè hay là thì Thanh Mỹ đã có một cái chuyển hướng, nó trưởng thành hơn, hình ảnh cũng đã trưởng thành hơn. Đinh Hào Yên Thư từ một người chuyên làm MV và bây giờ chuyển hẳn làm phim thì đã có một bộ phim gọi là rất là thắng, rất là lớn trong năm nay, đó là phim Bảy Ngọt Ngào.
Bên cạnh những tên tuổi vừa đề cập cũng còn có một số nhân tố đáng chú ý khác, ví dụ như là Huỳnh Thanh Trực từ bộ phim Rừng Thế Mạng và Chuyện Ma Gần Nhà, Lâm Thanh Mỹ và Mai Cát Phi từ Bóng Đè, dàn diễn viên nhí trong Mai Ca, hay là DOP được đánh giá cực kỳ cao thông qua phim Em và Trịnh là Nguyễn Vinh Phúc. Vậy thì với một nền tảng của 6 tháng đầu năm như thế, chúng ta liệu có quyền được kỳ vọng cho những tháng còn lại của năm nay hay không? Chia sẻ từ nhà biên kịch Nguyễn Mỹ Trang. Tôi cũng chưa nhìn thấy dự án nào thực sự nổi bật của nửa cuối năm sau, nên là mình cũng chưa đánh giá được nhiều. Có những phim thì hiện nay họ mới đang công bố hoặc đang quay ở sản xuất thì nó có thể là sẽ ở đầu năm 2023. Anh Lê Thanh Sơn này anh cũng đang chuẩn bị trở lại với Đường Đua với bộ phim Móng Vuốt, có vẻ là một cái đề tài cũng thú vị, nhưng mà với cái tiến độ này thì bây giờ còn chưa quay thì chắc là phải đến năm sau, cũng chưa nói được nhiều. Anh Nguyễn Khắc Trung, giám đốc marketing của The Cast Media cũng rất thận trọng trong dự đoán. Cái hành vi và cái thói quen xem phim khán giả đã thay đổi rất nhiều rồi. Cái ảnh hưởng từ Covid đó, nó ảnh hưởng đến thu nhập trực tiếp của khán giả, cho nên việc mà họ bỏ tiền ở xem phim á, nó cũng hạn chế và họ có một cái sự lựa chọn khắt khe hơn. Như bình thường đi, vào cuối tuần khán giả có thể thoải mái đi xem 2 hoặc 3 phim. Nhưng mà bây giờ thì do những ảnh hưởng thì họ chỉ có thể xem được một phim. Và họ đương nhiên họ sẽ chọn cái phim nào mà họ cảm thấy tốt nhất. Cho nên gần như là các phim mà ra rạp cùng thời điểm thì phải lại gần như mà chiến đấu với nhau, mà chỉ có một cái đường sống duy nhất cho cái phim tốt nhất ở đấy thôi. Nên là trong 6 tháng còn lại của năm nay á, nó sẽ thay đổi nếu như mà đời sống của người dân á, họ có những cái thay đổi nhất định, nó có thể bắt nhịp trở lại cuộc sống bình thường, thì nó từ từ nó sẽ thay đổi, thì mọi người sẽ có thoải mái chi tiêu hơn một chút, thì có thể là cái doanh thu nó có sẽ có đột phá. Còn nếu như tình hình nó vẫn không có nhiều thay đổi thì tôi nghĩ là nó cũng khó đạt được những cái con số mong đợi. Và những cái phim mà đạt được cái mốc doanh thu mà tốt á, thì chắc chắn nó cũng phải nằm trong những cái ngày lễ, chứ còn nếu mà phát hành vào ngày thường thì cũng khó. Chia sẻ từ anh Trần Xuân Phúc, chuyên viên truyền thông đến từ Mnet. Trong 6 tháng sắp tới thì lượng phim Việt ra cũng sẽ khá nhiều. Điển hình là tháng 7 cũng đã 3 phim, và tháng 8 và mùa lễ 29 cũng sẽ có phim. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái doanh thu đi lên sẽ hơi khó, tại vì khán giả đang có một định kiến với phim Việt hiện tại là cứ phim Việt ra thì cái sự tiêu cực nó luôn luôn đi trước. Cũng chính những nhà làm phim chúng ta đang gọi là cố gắng để mà hoàn tất đưa những cái phim của mình ra rạp một cách nó bị quá liên tục. Nên Phúc nghĩ là nếu như 6 tháng kế tiếp mà mình có một cái chiến dịch phát hành nó thật sự hợp lý hơn thì nó sẽ ổn hơn. Ví dụ như cứ để mùa hè khán giả xem bom tấn và chúng ta phát hành phim Việt vào mùa lễ hoặc là những mùa cuối năm thì nó sẽ hợp lý hơn là chúng ta cứ ào ạt ra vào mùa hè này. Cái tiếp theo á, cái ranh giới bây giờ giữa phim YouTube và phim điện ảnh nó rất là mỏng, nên thành ra mình nghĩ trong 6 tháng tới những người làm điện ảnh bắt đầu cái thị trường á, người ta sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ về thị trường, nghiên cứu rất là kỹ về làm phim, về cả cái độ nóng của câu chuyện nó có ổn để làm phim, và trong 1 đến 2 năm tới thì nó sẽ có còn hiệu quả hay không. Thì mình nghĩ nếu như họ làm được những cái bước này trước khi làm phim thì họ sẽ đảm bảo được là những cái dự án của mình nó sẽ kiếm tiền được và nó cũng làm cho khán giả thỏa mãn. Chứ không phải là mình kiếm tiền được nhưng mà mình gây nhiều tranh cãi hay là làm cho khán giả họ có ác cảm với phim Việt. Rõ ràng, điện ảnh Việt đang hồi phục, nhưng để kỳ vọng một điều gì đó lớn lao trong năm nay thì e là hơi khó. Theo những thông tin có được, từ giờ cho đến cuối năm, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những dự án kém chất lượng được tung ra theo kiểu xả hàng cho hết. Còn dự án lớn thì chỉ mong vào Cô Gái Đến Từ Quá Khứ của bộ đôi Bảo Nhân và Nam Si Tô, 10 của nhà Silver Moonlight hoặc Chị Em 2 của CGV. Còn dự án Tết thì cũng chỉ mới ghi nhận một tác phẩm lớn là dự án Tên Mai của đạo diễn Trấn Thành. Chưa kể cuối năm sẽ còn hàng loạt bom tấn Hollywood đổ bộ vào Việt Nam. Đáng chú ý nhất là siêu phẩm Avatar 2 được chờ đợi sau 13 năm kể từ phần 1. Vậy nên những khó khăn vẫn đang chờ đợi các nhà làm phim ở phía trước. Và nói như chuyên viên truyền thông Trần Xuân Phúc, đã đến lúc các nhà làm phim của chúng ta cần tập trung điều nghiên kỹ càng thị trường, xu hướng của người xem và đầu tư những tác phẩm thật sự chất lượng để khán giả sẵn sàng chi tiền mua vé. Nếu không được như vậy, e rằng năm nay chưa thể trở thành năm bàn đạp để chúng ta có thể phục hồi lại nền nghệ thuật thứ bảy cho năm sau.